Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta đăng ký một cái thẻ Visa Debit hoặc là cái thẻ Master Debit, Mastercard Debit. Như vậy thì cái việc đăng ký hai cái thẻ này để làm cái gì? Cái thẻ Visa Debit và cái thẻ Mastercard Debit, hai cái thẻ này được gọi là cái thẻ thanh toán quốc tế. Có nghĩa là khi chúng ta đăng ký hai cái thẻ này thì chúng ta có thể thực hiện cái việc là mua bán hàng hóa sản phẩm ở trên các trang mạng của thế giới, ví dụ như là Amazon chẳng hạn. Như vậy thì cái thẻ Visa Debit và Mastercard Debit này, hai cái thẻ này nó có cái đặc điểm gì? Visa thì nó có hai loại, một loại là credit và một loại là debit. Mastercard cũng vậy, nó có hai loại, một loại là credit và một loại là debit. Thì cái loại credit ấy, thì chúng ta có hình dung là nó là một cái gọi là cái thẻ tín dụng. Có nghĩa là cái thẻ đó chúng ta không cần phải bỏ tiền vào, nhưng mà chúng ta có thể xài được. Chúng ta khi mua hàng hóa dịch vụ chúng ta có thể xài được. Có nghĩa là ngân hàng sẽ cho chúng ta mượn khi chúng ta mua hàng hóa và dịch vụ. Và cái thẻ Mastercard cũng vậy, thì cũng là một cái thẻ gọi là thẻ tín dụng, gọi là Mastercard Credit. Thì khi chúng ta mua hàng hóa và dịch vụ thì ngân hàng sẽ cho chúng ta mua mượn số tiền tương ứng để chúng ta mua, và sau đó là chúng ta phải thanh toán lại theo cái quy định của ngân hàng. Cái đó là hai cái thẻ credit. Còn cái thẻ này gọi là cái thẻ debit. Debit này được gọi là cái thẻ, hay gọi là thẻ ghi nợ chẳng hạn. Thì nhiều khi nói cái thuật ngữ này thì không phải ai cũng hiểu, thì tôi có thể hình dung qua một cái điều mà anh chị có thể dễ hình dung. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là cái thẻ ATM chúng ta, thì cái thẻ ATM chúng ta để dùng làm cái gì? Thì chúng ta thấy rằng là thẻ ATM chúng ta đã dùng để có thể là chúng ta nạp tiền vào để chúng ta rút ra, chúng ta xài, chúng ta ở các cây ATM cần thiết, hoặc là chúng ta cũng có thể đi mua sắm ở các siêu thị chẳng hạn mà trong nước. Cái thẻ ATM được gọi là thẻ thanh toán nội địa. Còn cái thẻ Visa và thẻ Mastercard Debit này được gọi là thanh toán quốc tế. Hai cái thẻ Visa Debit và Mastercard Debit nó có cái tính năng tương tự như là cái thẻ ATM mà chúng ta đang xài. Nhưng mà thẻ ATM của chúng ta thì chỉ dùng để thanh toán trong nước mà thôi. Còn cái thẻ Visa và Mastercard này dùng để thanh toán ở quốc tế. Và chúng ta cũng có thể sử dụng thanh toán trong nước luôn. Hay nói cách khác, cái thẻ Visa Debit và Mastercard Debit, hai cái thẻ này nó giống như là hai cái ví. Hai cái ví. Thì khi chúng ta cần xài tiền thì chúng ta sẽ bơm tiền vào. Thí dụ như giờ chúng ta muốn mua cái món hàng trị giá là 100 đô, thì chúng ta có thể là phải bơm tiền vào cái thẻ Visa hoặc là Mastercard này khoảng 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó, để chúng ta khi thực hiện cái việc mua món hàng trị giá 100 đô thì ngân hàng sẽ chuyển đổi cái số tiền tương ứng tiền Việt thành tiền đô và để thanh toán cho đối tác, thanh toán cho cái đại lý mà họ cung cấp dịch vụ. Còn về cái sự khác biệt giữa thẻ Visa và Mastercard này thì hai cái hình thức này, nó cái thẻ Visa Mastercard này thì nó cũng là thanh toán quốc tế cả mà thôi, nhưng ở đây là hai cái hãng khác nhau, hai cái hãng phát hành thẻ khác nhau thôi. Do đó cái việc cái tính năng của nó thì tương tự nhau, nhưng mà hai hãng khác phát hành khác nhau. Hoặc là chúng ta có thể thấy trên mạng nó có nhiều loại thẻ khác, thẻ của Nhật, thẻ của Hàn Quốc chẳng hạn, vân vân. Thì cái đó là những cái thẻ cũng thanh toán quốc tế, thì chúng ta có thể thực hiện cái việc mở cái thẻ này ở các ngân hàng, miễn là chúng ta yêu cầu họ cung cấp cho chúng ta cái thẻ thanh toán quốc tế. Với cái thẻ thanh toán quốc tế này thì chúng ta có thể mua hàng hóa và dịch vụ. Thì tôi nhắc lại ở cái đặc điểm như thế này. Do đó nếu bạn là người quan tâm đến cái việc kinh doanh hoặc là thanh toán các dịch vụ trên mạng thì chúng ta nên thực hiện cái việc mở cái thẻ thanh toán quốc tế. Và nếu mà mở cái thẻ thanh toán quốc tế thì các bạn có thể mở ở các ngân hàng khác nhau, nhưng mà riêng tôi thấy có hai ngân hàng mà chúng tôi xài tương đối là tốt và nhanh. Thứ nhất là chúng ta có thể mở thẻ ở ngân hàng ACB. Chúng ta chỉ cần mở thẻ khoảng nửa tiếng đồng hồ chúng ta đã có thẻ rồi. Thì đó là những cái tính năng nó khá là tốt, khá là nhanh. Hoặc là chúng ta mở thẻ ở ngân hàng Exim chẳng hạn. Và tất cả các ngân hàng khác đều có chức năng phát hành thẻ này. Do đó thì đây là hai gợi ý chúng tôi để các bạn có thể thực hiện cái việc làm thẻ cho nó nhanh, để thực hiện cái việc mua bán và kinh doanh trên mạng.
Và thêm một những yếu tố khác là, thí dụ như bây giờ các bạn có thể đăng ký học các khóa học trực tuyến ở trên mạng, ở các tổ chức nước ngoài, thì chúng ta cũng có thể dùng thẻ này để chúng ta thanh toán. Như vậy cái thẻ thanh toán quốc tế là một cái tiện ích và rất lớn, dùng để giao dịch thương mại điện tử. Vì vậy nếu chúng ta có cái sự quan tâm để giao dịch thì cần phải làm thẻ. Xin chào các bạn.